Dạ, con kính thưa đại chúng, hôm nay con xin phép được đọc Bốn Niệm Xứ Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Bốn Niệm Xứ. Niệm là nhớ nghĩ không quên, pháp môn niệm xứ thì nên thọ trì. Niệm thân là quán tử thi, thấy thân bất tịnh vậy thì ly tham. Ba hai thể trược cũng nhàm, cái thân bất tịnh này tham làm gì? Niệm thân sự chết đến kỳ, sinh ra gấp rút mà ly dục trần. Niệm thân hơi thở tịnh dần, trú trong thiền định chánh chân an lành. Niệm thân tứ đại thực hành, ngộ ra thân sắc diệt sanh không ngừng. Tánh tham sắc tướng sẽ dừng, tu tâm thì phải không ngừng niệm thân. Thọ trì niệm thọ thật chân, sáu căn tiếp xúc sáu trần thọ sinh. Vui buồn sướng khổ nơi mình, do căn trần xúc mà sinh thọ này. Sinh rồi thọ ấy diệt ngay, ngộ ra sự thật thọ này khổ đau. Niệm tâm liên tục trước sau, sát na sinh diệt mau mau không ngừng. Vô minh tà kiến không ngưng, thì tâm bất tiện không ngừng khởi lên. Tuệ tri mà được vững bền, thì tâm hiền thiện khởi lên mạnh dần. Ngộ ra sự thật chánh chân, vô thường biến đổi dần dần tuệ tri. Thọ trì niệm pháp nhớ ghi, ý môn hướng đến pháp gì thấp cao. Mình đang tu tập pháp nào, nhớ ghi pháp ấy dồi dào trong tâm. Niệm cho sạch hết lỗi lầm, niệm cho trí giác từ tâm sáng dần. Niệm cho vô ngã chánh chân, niệm cho phiền não sẽ dần tiêu tan. Niệm cho chứng ngộ niết bàn, niệm cho giải thoát thế gian tục trần. Bốn chánh cần. Chánh cần bốn việc phải làm, siêng năng tinh tấn việc cần làm ngay. Nếu xưa việc ác sâu dày, giờ đây cố gắng bỏ ngay tức thì. Nếu như chưa tạo ác gì, siêng năng gìn giữ chớ khi nào làm. Việc lành việc thiện đã làm, thì nay cố gắng mà làm nhiều hơn. Xưa nay việc thiện trống trơn, thì nay cố gắng làm ơn bắt đầu. Việc ác dù có thâm sâu, quay đầu tịnh ngộ đến đâu cũng dừng. Việc lành thì chớ ngập ngừng, làm rồi làm nữa chớ dừng dở dang. Việc ác dù có chưa làm, cũng nên cảnh giác chớ làm tạo ra. Việc lành thì phải thiết tha, chưa làm thì phải cố mà làm đi. Nếu chưa nghe pháp thọ trì, thì nay học pháp hành đi là vừa. Dục tham sân hận chưa chừa, thì nên tu tập để chừa bỏ đi. Đa văn trí tuệ hành trì, tu tâm việc ấy làm đi chớ ngừng. Khi nào phiền não chưa ngưng, niết bàn chưa ngộ chưa dừng tu tâm. Bốn như ý túc. Bốn điều như ý tập dần, bốn điều thành tựu thượng nhân pháp màu. Dục như ý túc đi đầu, dục là ước muốn pháp màu thượng nhân. Dục mong phiền não giảm dần, dục mong trí tuệ từng phần sáng ra. Tinh tấn như ý túc là siêng năng thuần thục tu tâm tận tình. Không còn lười biếng phát sinh, tinh tấn thể nhập khi mình chuyên tu. Tâm như ý túc vững bền, nhuyễn nhu thuần thục dựa trên ý mình.
Do tu tập định phát sinh, định tâm vững chắc cho mình dụng tâm. Tuệ như ý túc tuệ tri, không còn cấu uế bởi vì tịnh tâm. Tuệ tri thấu tỏ trong tâm, tuệ tri thể nhập với tâm ý mình. Bổn như ý túc phát sinh, là khi tâm đã tịnh minh thuần thành. Công phu thiền tập tịnh thanh, là khi thể nhập viên thành bốn tâm. Bốn nhiếp pháp. Bốn điều nhiếp phục người ta, Thế Tôn thuyết giảng vì người lợi tha. Mỗi khi cảm hóa người ta, bốn điều này cứ đem ra thực hành. Bố thí nhiếp phục chúng sanh, bố thí hướng đến làm lành tu tâm. Nhất là bố thí pháp âm, giúp người giác ngộ tu tâm thoát trần. Ái ngữ lời nói ân cần, dịu dàng cảm hóa người dần ngộ ra. Lời lành trong pháp Phật Đà, người nghe tịnh ngộ để mà tu tâm. Lợi hành là việc làm lành, việc làm lợi lạc quần sanh hướng về. Muốn người thoát khỏi lầm mê, làm gì để hướng họ về tu tâm? Đồng sự thì phải cùng làm, đồng thân, đồng khẩu, đồng tâm, đồng lòng. Hòa đồng cùng một ước mong, tu tâm giải thoát khỏi vòng tử sinh. Bốn điều nhiếp phục hữu tình, an vui giải thoát như mình an vui. Năm căn. Tính căn là có đức tin, tin đường bát chánh khai minh niết bàn. Tấn căn là đức siêng năng, muốn khai chánh trí phải hằng tu tâm. Niệm căn ghi nhớ âm thầm, giữ gìn chánh niệm cho tâm tịnh lành. Định căn chánh định viên thành, dứt tâm trên pháp thực hành định tâm. Tuệ căn rõ pháp suy tầm, tịnh tâm sáng tỏ pháp tâm thực hành. Khéo quân bình được năm căn, pháp tu mới dễ viên thành tự tâm. Đức tin thì phải vừa tầm, quân bình tính tuệ tránh lầm tin sai. Tấn quân bình định cả hai, định quân bình tấn không sai pháp thiền. Tuệ quân với định tâm yên, tuệ mà mạnh quá tâm thiền lại căng. Niệm luôn ở mức thăng bằng, niệm cần có mặt không tăng giảm gì. Năm căn tu tập chánh tri, thì mau thành tựu đường đi niết bàn. Bảy giác chi. Bảy chi giác ngộ bồ đề, Thế Tôn thuyết giảng bồ đề giác chi. Một là niệm nhớ hằng ghi, pháp môn tu tập nhớ ghi hiện tiền. Hai là trạch pháp tu gì, tuệ tri cho rõ khỏi đi sai đường. Ba là tinh thần kiên cường, vượt qua gian khó trên đường tu tâm. Bốn là vui thích âm thầm, về con đường đạo tu tâm an lành. Năm là thư giãn nhẹ nhàng, khinh an thư thái nhẹ nhàng an nhiên. Sáu là tâm định lặng yên, nhất tâm định tịnh pháp thiền định tâm. Bảy là tâm xả trung bình, không tăng không giảm tâm tình thản nhiên. Khi tu tâm ý hiện tiền, trở nên giải đại thì liền niệm ghi. Ba phần của pháp giác chi, trạch tinh thần hỷ tâm thì mạnh lên. Khi nào căng thẳng vượt trên, tu ngay ba pháp trở nên nhẹ mềm. Khinh an định xả êm đềm,
không tăng không giảm là nền tu tâm. Niệm luôn ghi nhớ âm thầm, luôn luôn chánh niệm tâm thường tịnh thanh. Bảy chi tu tập viên thành, bảy chi giác ngộ tịnh thanh bồ đề. Con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Bốn Niệm Xứ Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.